truyền máu ngoại. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã tới trưa rồi. Mình bảo hôm nay đi ăn cỗ ở làng bên kia mà, sao giờ còn chưa đi? Giờ tôi chuẩn bị đi đây. À, mình có thấy cái áo vest tay tôi treo ở cửa tủ ở đâu không? Hôm qua tôi treo sẵn đó mà giờ chả thấy đâu cả. Em cất vào tủ rồi. Áo vest tay xịn tôi lấy ra treo cho phẳng để mặc đi ăn cỗ, lại cất vào tủ nhăn hết áo. Rõ là áo đó rộng mình mặc không có đẹp đâu, để em chọn cho cái khác. Mình đúng là nhà quê, vest xịn, áo tay nó thế. Rượu này rượu quê, thơm thì thơm thật đấy, nhưng mà thua đứt rượu Tây. Làm gì có rượu nào nguyên chất như rượu quê mình, rượu Tây chỉ được cái mát thôi. Phải đó, rượu quê cứ mềm môi, gọt liệm, uống chỉ có mê. Các ông đúng là chưa ra khỏi cái cổng làng, chả biết gì cả. Đồ Tây nó khác, từ chai rượu đến cái quần cái áo, khỏi chê đi. Mà nhân tiện đây, hôm nào mời các ông qua nhà tôi ăn cơm, nhà tôi có lọ muối Thái mới được người ta biếu. Muối Thái nó thơm ngon và đậm đà, khác hẳn muối ta. Tôi thấy muối nào chả là muối, muối Thái thì cũng là muối biển mà ra. Chắc là nước biển Thái nó đậm đà hơn biển ở ta. À, mà hôm nay anh Tèo mặc cái áo vest rộng quá, anh đi mượn ở đâu vậy? Anh chả biết gì cả, mượn làm sao? Áo tay nó thế, rộng một tí nhưng vẫn giữ được dáng chuẩn, nhìn miễn chê đi. Chẳng qua là ghen ăn tức ở với mình nên mới chê đi mà. Thôi chào mọi người, tôi về trước nha. Anh uống nhiều thế, cứ rượu vào là không biết trời đất gì nữa. Chưa cởi áo, nằm thế này nhào hết cái vest xịn của tôi. Rõ khổ. Đau quá đi mất. Mình ơi, mình đâu rồi? Mình làm sao vậy? Tôi đau bụng quá, chịu không nổi nữa rồi. Đưa tôi vào viện nhanh lên. Tôi bị làm sao vậy? Bác sĩ bảo anh bị chảy máu dạ dày phải mổ gấp. May mà đưa đi cấp cứu kịp đấy. Giờ anh không sao rồi. Bây giờ anh phải cố gắng ăn uống bồi bổ cho lại sức. Anh bị mất nhiều máu quá, phải tiếp máu đó. Nước nào? Anh hỏi gì? Nước nào? Ôi trời, bảo là truyền máu chứ có liên quan gì đến nước. Tôi hỏi máu nước nào? Anh hỏi cái gì mà lạ vậy? Vẫn chưa tỉnh thuốc mê hả? Anh nghĩ đi, thôi không nói chuyện nữa. Việc quan trọng như thế mà lại không dùng hàng ngoại à? Gọi bác sĩ lại đi, mau thay máu ngoại cho tôi. Bác sĩ, sao lại thế này? Bác sĩ, ngoại, tiếp máu ngoại cho tôi. Buổi tham quan đáng nhớ. Nào, cả lớp chú ý, đã đến giờ ăn trưa rồi. Các cháu nhớ ăn hết suất, không được bỏ thừa đâu nhé. Chúc các cháu ăn ngon miệng. Cô dặn là không được bỏ thừa đồ ăn, nhưng tớ phải làm sao với món cà rốt đáng ghét này đây? Hòa, cậu ăn giúp tớ đi. Lần trước, tớ ăn giúp cậu rồi, bị phạt nên giờ tớ không dám đâu. Mà tớ cũng đang chán ngán món khoai tây đây nè. Chán nhỉ? Thế mà hôm nào chúng ta cũng bị ép ăn hết suất. Ước gì những món không ngon này biến đi được thì hay biết mấy. Ừ, chúng ta phải làm sao bây giờ? À, tớ có cách rồi. Thế này nhé. Chà, hôm nay bọn trẻ ăn ngoan quá, không để thừa đồ ăn. Đúng vậy ạ, nhìn các cháu ăn no hết mà cảm thấy công sức của chúng ta được báo đáp vậy, chị nhỉ? Ngày nào cũng phải lên thực đơn mới, rồi chọn lựa thật kỹ cho bọn trẻ nữa. Tớ mở thùng, còn cậu vứt vào nhé. Ừ, cậu mở đi. Mấy cháu làm gì thế? Đây không phải là thức ăn của cơm trưa hay sao? Sao các cháu lại...
Dạ, không phải đâu. Đây là... Hóa ra, trưa nào các cháu cũng giấu thức ăn mang đi vứt thế này sao? Cơm bác nấu không ngon, có phải không? Dạ, không phải đâu ạ. Chỉ có hôm nay. Vâng ạ, xin bác đừng mách cô giáo. Nếu không, chúng cháu sẽ bị phạt. Cô muốn thông báo về buổi ngoại khóa tuần sau của lớp chúng ta. Chúng ta sẽ tới một vùng quê nông thôn để tham quan, tìm hiểu về cuộc sống của những người nông dân và môi trường thiên nhiên. Ơi, hay quá! Chúng ta sẽ được đến nông trang kìa. Háo hức ghê! Không biết ở đó như thế nào nhỉ? Xe đã đến một vùng quê nông thôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi bộ để tham quan cuộc sống người nông dân như thế nào nhé. Vâng ạ. Ồ, nhìn kìa, ruộng lúa đấy, có cả cây đa và ao nữa kìa. Bây giờ, cô sẽ giới thiệu với các em, đây là những cánh đồng lúa, nơi tạo ra những hạt gạo mà các em ăn hàng ngày đây. Các em hãy thử quan sát xem, các bác nông dân cấy lúa như thế nào nhé. Cấy lúa là công việc cần sự khéo léo, nên bác gái thường làm. Ôi, tay các bác ấy nhanh quá đi mất. Ừ, nhưng cả đồng ruộng to thế kia cơ mà. Sao các bác ấy cấy được hết cơ chứ? Chắc hẳn là mệt lắm. Ôi, bác làm sao thế ạ? Ờ, bác không sao đâu. Chắc chỉ là mệt một chút thôi. Bác cứ qua kia nghỉ đi ạ. Chúng cháu sẽ giúp bác tưới nước cho rau. Thưa cô, chúng em làm vậy có được không ạ? Được chứ, cô cũng giúp các em. Bác mệt như vậy sao không ở nhà nghỉ đi? Hôm nay không làm thì ngày mai làm cũng được mà bác. Không được, các cháu ạ. Rau xanh cần phải tưới nước hàng ngày mới non và ngọt được. Rau mà không lên tốt thì các bác sẽ chả có rau để ăn, để bán đâu. Bác ơi, vậy để chúng cháu giúp bác nha. Ôi! Bữa trưa hôm nay, các bác đã dùng những rau củ hôm qua các bác nông dân tặng lớp để nấu đấy. Các cháu cùng ăn ngon miệng nhé. Vâng ạ. Hôm nay các em ăn rất giỏi, bạn nào cũng ăn hết suất. Các em có cảm nhận gì về bữa ăn hôm nay? Em thưa cô, hôm nay đồ ăn rất ngon ạ. Đúng ạ, đồ các bác nông dân cho, ăn rất ngon. Thế các con có biết tại sao đồ của các bác nông dân lại ngon vậy không? Dạ, chúng em không biết ạ. Sao lại vậy nhỉ? Bởi vì các em đã được tận mắt nhìn thấy cuộc sống lao động của các bác nông dân. Để làm ra hạt thóc, cây rau, các em ăn hàng ngày, người nông dân đã phải đổ rất nhiều mồ hôi, công sức trên đồng ruộng. Các em cũng đã được tham gia lao động cùng các bác, đã thấm thía được giá trị của những thức ăn các em ăn hôm nay. Bởi vậy, các em biết quý trọng đồ ăn hơn, có đúng không nào? Đúng rồi, giờ mà bỏ đồ ăn đi, em thấy rất hoang phí và có lỗi ạ. Vậy từ giờ, không ai được bỏ thừa cơm, nghe chưa? Dạ, vâng ạ. Nhìn bằng trái tim. Con đã sẵn sàng chưa? Có một đứa trẻ sắp được sinh ra rồi đó. Con đã sẵn sàng rồi, thưa mẹ tiên. Từ giờ trở đi, con sẽ đi theo suốt cuộc đời của đứa trẻ này, nuôi dưỡng và bảo bọc đứa trẻ trong nụ cười và hy vọng. Đừng bao giờ quên, còn có một vị tiên của bóng tối cũng sẽ luôn theo sát đứa trẻ. Dòng tiên đó luôn đối lập với dòng dõi tiên ánh sáng của chúng ta. Con phải làm sao để chống lại bóng tối, thưa mẹ? Rất nhiều anh chị em của con đã bị bóng tối lấn át, khiến những đứa trẻ mà họ che chở đã bị nhấn chìm trong hận thù và tuyệt vọng. Con phải tuyệt đối cảnh giác. Hãy dùng sức mạnh của mình để truyền tình yêu và lòng bao dung cho đứa trẻ đó. Đó chính là nguồn sống của tiên ánh sáng chúng ta. Con sẽ cố gắng, thưa mẹ. Ừ, một em bé thật kháu khỉnh. Cậu bé đáng yêu quá. Ta sẽ cho cậu cười thật nhiều để cậu luôn hồn nhiên và yêu đời. Ngồi đây thơ quá.
con người sẽ không thể mãi hồn nhiên vui tươi được đâu. Đó là quy luật của cuộc sống rồi. Ngươi cứ chờ xem. Ngươi đã thấy chưa? Cuộc đời của con người này đã trở nên rất tồi tệ. Giờ đây trong lòng hắn chỉ toàn những lời oán than, trách móc cuộc đời mà thôi. Tốt nhất ngươi hãy sớm bỏ cuộc đi. Ngươi đừng quá đắc ý. Ta vẫn sẽ ở đây bảo vệ cậu ấy. Cướp! 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 Ây da! Ồ! Chính cậu thanh niên này đã giúp bắt tên cướp. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Nếu không nhờ cháu thì túi của ta đã bị tên cướp lấy mất rồi. Cảm ơn cháu nha. Ôi, thật là ấm áp. Cảm ơn Xuân thì được cái gì. Cứ chờ xem. Cả ngày nay mình chưa có gì vào bụng. Giúp tôi với. Cháu làm ơn giúp ông với. Cuộc đời này đã tệ bạc với ngươi như vậy. Ngươi còn hơi sức đâu mà bận tâm đến kẻ khác nữa. Hãy ôm cái túi và chạy đi nào. Không được. Không được làm vậy với ông cụ đó. Thì có sao? Một khi lòng đã đầy hận thù thì con người sẽ không thể để tâm đến điều gì khác nữa đâu. Con người này đã hoàn toàn chịu sự chi phối của ta rồi. Không được. Dù ta có mất hết sức mạnh, cũng không thể để cậu ấy làm như thế. Không được. Ai cho phép ngươi làm thế? Không thể nào. Sao có thể như vậy được? Đây chính là lòng bao dung mà mẹ tiên đã nói tới. Là sức mạnh mà ta vẫn tìm kiếm. Cảm ơn cậu. Cậu đúng là người tốt. Nếu cậu không chê, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một công việc. Chỉ cần chăm chỉ làm thì cậu sẽ không thiếu ăn thiếu mặc đâu. Dạ, cháu không dám chê. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Tốt quá rồi. Dù ta đã yếu đi, nhưng ngươi cứ chờ xem. Rồi một ngày nào đó ta sẽ lại mạnh hơn và sẽ chiếm hữu lấy con người này. Có thể một ngày nào đó ngươi sẽ lại mạnh lên, nhưng ta sẽ luôn ở đây để bảo vệ cậu ấy. Ta sẽ dùng nụ cười để đưa tình yêu và sự bao dung đến với cậu ấy. Dù ngươi có mạnh cỡ nào, ta cũng không sợ. Trong mỗi con người chúng ta luôn có sự giành giật giữa ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng hướng người ta đến sự chăm chỉ, nhân hậu, biết sống vì người khác. Còn bóng tối luôn kéo người ta vào con đường tối tăm, đầy những hận thù, ghen ghét. Chúng ta hãy luôn rộng lòng để nhìn nhận những người xung quanh, bởi vì ánh mắt bao dung có thể tiếp sức cho ánh sáng, xua tan đi bóng tối trong mỗi con người. Quên mất lời khuyên. Cháu chào cậu. Cháu đang sắp hành lý chuẩn bị về quê đó à? Vâng ạ. Cháu phải xin phép mãi ba mẹ mới đồng ý cho cháu tự đi xe máy về quê đó. Chứ chặng đường có mấy chục cây số thôi mà. Cháu cứ chủ quan như vậy là không được đâu. Cậu qua đây cũng để dặn dò cháu trước khi đi. Cháu hãy nghe kỹ nè. Nếu cháu thấy dọc đường có đồ rơi, tuyệt đối không được nhặt. Đặc biệt là ví nhé. Tại sao lại thế ạ? Cháu chẳng biết gì cả. Đó là chiêu lừa lọc đó. Chỉ cần cháu nhặt ví lên thì lập tức sẽ có người ồ ra bắt vả cháu. Nếu cháu có dừng lại hàng quán nào thì chớ có ăn uống gì. Ở quê nổi tiếng mấy món phở chặt chém đó. Điều nữa đặc biệt quan trọng, nếu có ai xin đi nhờ xe, cháu tuyệt đối không được dừng xe. Không cho đi nhờ, cháu không thể biết được họ có âm mưu gì đâu.
Không khí đồng quê thật là thích quá. Ủa, cái gì kia? Một chiếc ví bị rơi. Nhưng... nếu cháu thấy dọc đường có đồ rơi, tuyệt đối không được nhặt. Đặc biệt là ví nhé. Đó là chiêu lừa lọc đó. Chỉ cần cháu nhặt ví lên, thì lập tức sẽ có người ồ ra bắt vả cháu. Nhưng lỡ như có ai đi đường đánh rơi thật thì sao nhỉ? Đúng là có người đánh rơi ví rồi. Mệt quá, mình phải dừng lại nghỉ chân một lát đã. Bác ơi, cho cháu chai nước suối tinh khiết. Có ngay. Nước của cậu đây, cậu có dùng đồ ăn gì không? Ở quán của tôi có món phở gà đặc sản rất là ngon. Nếu cháu có dừng lại hàng quán nào thì chớ có ăn uống gì. Ở quê nổi tiếng mấy món phở chặt chém đó. Nghĩa là họ chào mời ta ăn rồi, sau đó thét giá cắt cổ. Dạ không, cháu dùng nước thôi ạ. Thôi chết rồi. Ví của tôi đâu rồi? Bác cứ kiểm tra kỹ xem có lẫn ở đâu không. Ví à? À, đúng là bác rồi. Có chuyện gì vậy? Vừa nãy cháu đi sau thấy chiếc ví này rơi ở dọc đường. Có chứng minh thư của bác nên cháu nhận ra. Nó đây phải không bác? Đúng rồi, tất cả giấy tờ của tôi. Cảm ơn cậu rất nhiều. Không có gì đâu bác à. Đây coi như là quà cảm ơn. Cháu cầm lấy cho bác vui lòng. Ấy, bác đừng làm thế. Việc này là việc cháu nên làm mà. Cháu tốt bụng quá. Cảm ơn cháu. Vâng ạ. Cho tôi gửi tiền chị. Bác vừa nãy thấy cậu chỉ uống nước nên nói tôi làm bát phở này cho cậu để gửi lời cảm ơn. Cậu dùng tự nhiên nha. Bác ấy thanh toán tiền rồi. Dạ, cảm ơn bác. Cậu ăn đi, xem phở quán tôi có ngon không. Dạ, phở ở đây quả thật rất ngon. Mà bác ơi, bát phở này ở đây bao nhiêu tiền ạ? 20.000 cậu ạ. Trời, chỉ 20.000 mà nhiều thịt. Nước dùng cũng rất ngon, đậm đà thế này sao? Đã thế lại bao nhiêu là rau sống. Chân tươi rất ngon nữa. Thế mà... sắp về đến nhà ngoại rồi. Điều nữa đặc biệt quan trọng, nếu có ai xin đi nhờ xe, cháu tuyệt đối không được dừng xe. Không cho đi nhờ, cháu không thể biết được họ có âm mưu gì đâu. Chào cháu, cháu có thể cho chú đi nhờ xe được không? Vợ chú có chuyện đang ở bệnh viện tỉnh mà xe lại hỏng. Vâng, cũng may cháu mang thêm mũ bảo hiểm nữa. Cảm ơn cháu. Quái, sao thằng Kiệt mãi chưa đến nơi nhỉ? Quái, con về rồi, con chào ngoại. Đi đường mệt không con, uống chén nước đi. Dạ. Alo, cậu Dũng à, cháu về đến nhà ngoại rồi. Thế nào, cháu có làm theo đúng lời hướng dẫn của cậu không? Có cậu ạ, cháu thực hiện đúng như lời cậu dặn luôn. Có thế chứ, kinh nghiệm của cậu thì chỉ có chuẩn thôi. Thế nhé, cháu cho cậu gửi lời hỏi thăm ngoại. Dạ. Cậu Dũng dặn gì cháu vậy? Chẳng là cậu truyền cho cháu một ít kinh nghiệm đi đường. Cậu nói không được dừng lại nhặt đồ rơi, không được ăn hàng quán bên đường, và đặc biệt không được dừng xe cho ai đi nhờ cả. Thế cháu thực hiện đúng như cậu dặn không? Dạ, cháu... cháu hoàn toàn không làm theo lời cậu dặn. Thế mà cháu vẫn nói với cậu là cháu thực hiện theo cậu là sao? Cậu truyền lại kinh nghiệm của cậu là điều quý báu, cháu nên nghe theo. Tuy nhiên, trên thực tế mọi kinh nghiệm đâu hẳn là chân lý. Mỗi hoàn cảnh một khác mà ngoại. Dạ, dạ, cháu của ngoại đúng là thành người lớn thật rồi. Chiếc vòng tay dành cho vợ. Cảm ơn quý khách. Chào ông chủ. Mình ơi, kìa mình. Mình à, tôi thấy không khỏe trong người, chân tay đau nhức. Hay là mình đưa tôi đi bệnh viện khám xem thế nào? Chân tay đau nhức thì chắc lại do cái bệnh thần kinh tọa của bà chứ gì. Việc gì phải khám, bà cứ đem cái đơn thuốc cũ ra tiệm mua thuốc về uống xem. Nhưng mà mấy hôm nay tôi đau hơn mọi lần. Nhưng mấy hôm nay đông khách quá,
tôi không thể đóng cửa tiệm vàng mà đi được. Hay là bà tự gọi taxi mà đi khám đi. Giờ đi lại cũng tiện, cần gì phải đi hai người cho nó lách cách vậy. Chào anh. Anh muốn mua gì? Tôi muốn mua vòng tay bằng ngọc. Có phải đeo vòng tay bằng ngọc, đeo đá thiên nhiên là tốt cho sức khỏe phải không? Đúng thế. Anh xem, đây là những vòng tay cẩm thạch, rất tốt cho vận khí, sức khỏe, có đủ mức giá cho anh chọn. Thế giá cả chúng thế nào, ông chủ? Đây là chiếc 4,5 triệu nè, cũng rất đẹp mà giá cả phải chăng? Đẹp lắm. Ông có thể bớt cho tôi một chút được không? Tôi chỉ có 4 triệu. Không được, chúng tôi không bán mặt cả bao giờ. Đúng 4,5 triệu. Vậy mai tôi sẽ quay lại mua nó. Ông chủ, tôi có đủ 4,5 triệu rồi. Ông lấy cho tôi chiếc vòng hôm qua đi. Đây, đủ 4,5 triệu của ông. Tiếc quá. Hôm qua còn lại một chiếc 4,5 triệu thì lại bán mất rồi. Hay là anh lấy chiếc khác nha. Sao? Bán rồi ư? Chiếc này cũng đẹp lắm, giá 4,7 triệu. Chỉ đắt hơn cái kia một chút thôi. Chả giấu gì ông, tôi khó khăn lắm mới kiếm thêm được thêm 500,000 cho đủ 4,5 triệu. Giờ lại thiếu rồi. Ông chủ à, tôi đặt cọc lại số tiền này ở đây. Ông giữ lại chiếc vòng này lại cho tôi. Ngày mai có thêm 200,000 nữa, tôi sẽ quay lại lấy nó. Được rồi, tôi sẽ giữ nó lại cho anh. Ông chủ, sao anh bảo ngày mai mới quay lại cơ mà, giờ tôi lại đóng cửa rồi. May quá, hôm nay gặp được người thuê bốc vác từ trưa tới giờ. Tôi kiếm đủ tiền rồi, làm sao tôi đợi đến mai được. Đây, thêm 200,000 nữa, ông cho tôi lấy cái vòng luôn nhé. Cuối cùng tôi cũng mua được rồi. Tôi chưa gặp vị khách nào lạ như ông, khó khăn lắm mới kiếm được vài trăm ngàn, nhưng nhất quyết phải mua vòng ngọc về cho bằng được. Đấy là ông không biết, vợ tôi thích vòng ngọc lắm. Nhưng cả đời tôi chưa mua cho bà ấy được chiếc vòng nào. Dạo này bà ấy không được khỏe, nghe người ta nói đeo vòng ngọc tốt cho sức khỏe. Cả đời bà ấy làm vợ tôi vất vả đã nhiều, một chiếc vòng ngọc này có đáng gì đâu, hả ông? Thôi chào ông, tôi về, chắc là vợ tôi vui lắm đây. Cả đời bà ấy làm vợ tôi vất vả đã nhiều, một chiếc vòng ngọc này có đáng gì đâu, hả ông? Mình à, tình hình ra sao rồi? Bệnh viện đông quá, cũng chỉ chụp chiếu qua loa, vẫn kết luận là đau thần kinh tọa. Này mình à, mai tôi lái xe đưa mình lên bệnh viện chuyên khoa. Nghe nói ở đấy khám rất kỹ, mà toàn giáo sư đầu ngành rất giỏi. Thế còn tiệm vàng, ông để cho ai? Mình không phải lo, đối với tôi bà còn quý bằng vạn lần vàng ngọc ấy chứ. Mình hôm nay lạ thật. Lạ gì chứ, thôi để tôi đỡ mình vào nghỉ ngơi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.